Quốc Phương và BBC News tiếng Việt xin kính chào các quý vị khán thính giả. Kính thưa các quý vị, ngày hôm nay chúng tôi có hân hạnh được trao đổi trò chuyện với một vị khách đặc biệt đến từ Cộng hòa Liên bang Đức đang có chuyến thăm tới London Anh Quốc, đó là luật sư Nguyễn Văn Đài. Xin mời anh Nguyễn Văn Đài có vài lời với khán thính giả của tiếng Việt. Vâng, trước tiên thì xin chào anh Quốc Phương. Hôm nay rất vui được đến thăm London cũng như được thăm trụ sở của BBC. Tôi xin từ London xin chào quý vị khán thính giả tại Việt Nam ạ. Vâng. À trước xíu nữa anh nhìn vào cái thứ này, vâng dạ. xin cảm ơn anh. Vâng thì trước hết là xin được uh, hỏi luật sư Nguyễn Đài là uh, cái duyên cớ nào anh đến uh, thăm London và nước Anh uh, lần này. À, vâng, uh, lần đầu tiên tôi bị bắt là năm 2007, thì lúc đó thì tổ chức CSW ở tại London này họ đã uh, tổ chức công nguyện cho tôi trong suốt um, hơn 13 năm qua, kể cả túc trong tù cũng như khi ở ngoài tù và năm nay họ tổ chức một cái hội nghị đặc biệt cho tôi họ mời tôi sang đây 10 ngày để thăm London cũng như thăm uh, Scotland để nói chuyện với các cái cộng đồng người tin lành ở tại nước Anh. Do đó là đây là cơ hội để đến thăm London cũng như thăm trụ sở của BBC. Vâng. Thì còn uh, cuộc sống của uh, luật sư Nguyễn Đài từ khi sang Đức đến bây giờ cùng gia đình thì ra sao? Uh, cảm ơn anh. Thì uh, tôi sang Đức theo diện tiện chính trị, cho nên thì được uh, chính phủ Đức uh, lo cho đầy đủ từ nhà ở, uh, việc học hành, khám chữa bệnh cho đến tất cả mọi cái phục vụ cho cái nhu cầu của cuộc sống của con người thì đều được chính phủ Đức lo một cách rất là chú đáo. Vâng, thì cuộc sống như lo như vậy rồi, nhưng mà tức là các cái các cái công việc rồi các cái sự hòa nhập về vào cuộc sống ở Đức rồi thì về ngôn ngữ vân vân thì thế nào? Vâng, thì sau khi sang nước Đức thì chúng tôi được chính phủ Đức cho đi học tiếng Đức. Vâng, nhưng mà do công việc bận nên là cái việc học tiếng Đức thì nó cũng có rất nhiều hạn chế, cho nên là tôi biết tiếng Anh cho nên là trong cuộc sống thì vẫn phải sử dụng tiếng Anh trong công việc của mình. thì tôi cũng vừa kết thúc cái chương trình học tiếng Đức xong thì là đi sang bên London này luôn và sau khi mà kết thúc cái chuyến thăm ở London này thì tôi cũng đã có dự kiến là sẽ đi thăm Hoa Kỳ trong khoảng một tháng tới đây. Vâng, à, quý vị đừng quên gửi các câu hỏi cho chương trình chúng tôi cũng như cho vị khách mời là luật sư Nguyễn Văn Đài. Chúng tôi xin cảm ơn trước các quý vị. Vâng, à, thế thì. Uh, bây giờ thì uh, chúng tôi thấy là thế này tức là trong cái trang Facebook của luật sư đấy có dạ. chia sẻ rất là nhiều hình ảnh. Dạ. Đấy, giống thường nhật của ông cũng cả dạ. những cái ảnh mà chúng tôi nhớ không nhầm là uh, luật sư có cái vườn rau trồng rau. Dạ đúng, đúng rồi. <laughs> thế thì mọi người đang hỏi là là, là là cái câu chuyện này là như như thế nào đó? Vâng thì tôi rất là may mắn được ở một căn nhà à, phía trước là một cái 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 sân và họ có rất nhiều những khoảng đất trống xung quanh thế thì ở, bản thân khi ở việt nam tôi cũng là người thích trồng rau vì tôi sinh ra ở vùng nông thôn cho nên là cái sở thích trồng rau là nó, nó có từ bé rồi cho nên là tôi nhờ gia đình gửi cái những hạt giống rau từ việt nam sang và tôi mới trồng được uh, Ờ, rau mù tơi, rau muống, rồi rau sa thì nó mọc tự nhiên ở đó thì tôi chăm sóc và đó là một cái uh, thú vui sau những cái giờ làm việc uh, rất là căng thẳng <laughs> khi viết bài trên Facebook hay là uh, làm việc với anh em ở trong nước cũng như bên ngoài. Vâng, để... tức là không phải là luật sư Nguyễn Đài sang Cộng hòa Đức để trồng rau phải không ạ? Không, <laughs> tôi rời khỏi Việt Nam uh, đến một nước Đức để gọi là tạm uh, lánh nạn cộng sản. Mình có một cái môi trường tốt, Uh, an toàn hơn để mình có thể tiếp tục công cuộc đấu tranh của mình. Vì anh biết rồi bây giờ trong uh, một xã hội uh, thế giới phẳng mà. Cho nên là uh, với cộng với mạng xã hội thì cho dù tôi ngồi Hà Nội hay ngồi ở uh, London này hay ngồi ở uh, Berlin này, hay ngồi Phong Phuộc thì chúng ta đều có thể truyền tải những cái gì chúng ta muốn nói với những người đồng nghiệp của mình trong nước hay là nói với đồng bào của mình trong nước. Rất là dễ dàng chỉ một vài giây phút thôi. Ví dụ như anh phương và tôi đang nói chuyện với nhau đây thì hàng trăm hàng ngàn người Việt Nam ở trong nước cũng đang theo dõi câu chuyện của chúng ta đấy là cái chúng ta nhờ công nghệ cho nên là cái những công việc của gì chúng ta muốn làm chúng ta đều có thể làm một cách dễ dàng hơn rất nhiều. Dạ. Vâng, à, bây giờ thì quay trở lại với câu chuyện của luật sư dạ. à, thì luật sư cũng chia sẻ chia sẻ trên trang Facebook của mình đấy. Dù dạ. mọi người cũng đã biết đấy, tức là dạ. ông đã có hai lần dạ. ra tòa bên Việt Nam và dạ đã gọi là thạo án thủ án ở đó thi hành dạ, án bên đó ờ, thì tại sao mà nước Đức lại tiếp nhận một cái nhà hoạt động như ông? À, vâng, thì uh, tôi có một cái may mắn, tất nhiên là cũng nằm trong cái chiến lược đấu tranh của mình đó là mình cân bằng giữa cái việc đấu tranh ở trong nước kết hợp với vấn đề ngoại vận. thì trong cái chiến đấu tranh của tôi thì tôi có quan hệ làm việc rất là tốt với không chỉ là sứ quán Đức, sứ quán Mỹ hay, hay là các cái sứ quán các nước châu Âu khác. thì mỗi một các cái đoàn quốc tế đến Việt Nam thì tôi đều có cái được may mắn được họ mời để trình bày về các vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. À, như vậy thì đối với Xuân Đức thì khi mà còn trước khi bắt á, thì tôi có được gặp đến người cao nhất trong chính giới Đức là ông Chủ tịch Quốc hội, rồi Bộ trưởng Tư pháp, rồi Quốc vụ khanh nhân quyền, rồi hầu hết các cái chủ tịch các cái đảng ở trong Quốc hội Đức thì khi họ đến Việt Nam tham dự cái hội nghị UPA vào đầu năm 2015 á, thì tôi đều có dịp được gặp họ ở đó. Cho nên là giữa cá nhân tôi với lại uh, Quốc hội cùng với chính phủ Đức là có một cái mối quan hệ rất là gắn bó và gần gũi. Thế thì khi mà tôi bắt uh, dưới áp lực của với và sự đấu tranh của cộng đồng người Việt khắp nơi cũng như là quốc tế đó, thì nhà cầm quyền cộng sản họ muốn thả tự do tôi nhưng mà với điều kiện là phải đi rời khỏi Việt Nam. thì lúc đó thì uh, họ cho tôi có ba sự lựa chọn: một là lựa chọn đi Hoa Kỳ, hai là lựa chọn đi Đức và ba là lựa chọn đi Australia. thì uh, cuối cùng thì giữa tôi và nước Đức thì có những cái mối quan hệ gần gũi hơn và tôi đã từng sống ở đó gần một năm vào thập niên 90 cho nên là chúng tôi quyết định chọn nước Đức để đến tạm thời lánh nạn ở đó. Vâng và bây giờ thì ông nghĩ sao về cái sự lựa chọn đó của mình? Uh, vâng cảm ơn anh uh, thì phải nói rằng cái đấy là một sự lựa chọn rất là đúng đắn uh, và phù hợp với cái hoàn cảnh của tôi cũng như là cái công việc của tôi bởi vì nước Đức là một cái nước nằm ở trung tâm ở châu Âu cho nên việc tôi uh, di chuyển sang Brussels, Bỉ hay là di chuyển đi Geneva hay là vận động các cái uh, nước thành viên của EU về vấn đề nhân quyền uh, thì nó rất là thuận lợi cho công việc của mình trong việc công việc đi lại kể cả sang nước Anh này cũng rất là thuận lợi cho nên là trong hơn một năm qua thì tôi đã làm rất nhiều những công việc Trong cái việc vận động các cái nước ở thuộc EU Cho nên là tôi cho rằng đấy là một cái sự lựa chọn tốt nhất Cho cái, cái cuộc sống cũng như công việc của mình Vâng, ông có nghĩ là bao giờ sẽ quay trở lại Việt Nam không? Ờ, tất nhiên, đấy là cái niềm hước ngày đêm Và tất cả những gì tôi làm à, từ khi sang Đức Cũng để nhằm mục đích để có sớm một cơ hội được trở về tổ quốc của mình Bởi vì nơi đó thì tôi còn mẹ già, còn người chị, còn người em Còn biết bao nhiêu bạn bè của mình ở đó và mình cũng muốn đóng góp những cái những cái kinh nghiệm những cái khả năng của mình để xây dựng đất nước của mình làm sao để cũng có thể sớm sánh vai với các cái nước khác ở trong khu vực cũng như ở trên thế giới. Đây là cái mơ của tôi. Vâng, vâng. Thế và quý vị đang theo dõi chương trình Facebook Live của BB Sinh Việt tiếng Việt. Chúng tôi có vinh hạnh được trao đổi trò chuyện với luật sư nhân quyền Văn Đài đến thăm. Uh, Lân đến uh, trụ sở của BBC uh, tại uh, London Anh Quốc. Và, uh, thế còn uh, bây giờ thì uh, vừa rồi ấy, như là luật sư biết là yeah. ở uh, nước Đức cũng đã diễn ra một số những cái sự kiện yeah. mà uh, công luận rất là quan tâm. Yeah. Đấy là câu chuyện mà nước Đức uh, uh, tiếp đón uh, cái uh, nhà hoạt động uh, Joshua Wong, yeah. đấy, Hoàng Chí Phong của của Hồng Kông sang yeah. như vậy và Uh, cái này cũng có vẻ là rất khá là dây tranh cãi với phía của Trung Quốc. Thì trước khi chúng tôi đặt câu hỏi tiếp với luật sư đấy thì chúng tôi xin mời luật sư và quý vị khán thính giả theo dõi một cái uh, video clip mà BBC tiếng Việt mới thực hiện trong thời gian gần đây có liên quan. We hope to seek for bipartisan support and is a must to add human rights in the US China negotiation. At the same time, Hong Kong people strongly urge and hope US Congress could pass the Hong Kong Human Rights and Democracy Act. So, apart from passing the Hong Kong Human Rights and Democracy Act, I strongly urge US government to stop to export riot police weapon to Hong Kong police force. They should not be the partner or supporters to endorse police brutality in such global city and Carrie is never being recognized as the decision maker. No matter withdraw the bill or not, stop police brutality or not, or allowing Hong Kong people enjoy the free election or not, all depends on Beijing instead of Hong Kong government, which just show that even having dialogue with Hong Kong government might just result in kind of pre-out show. That's the reason for us travel around the world, hope to let international community to aware that now, with the summer of this content transformed to a year of this content, it more depends on the response of Beijing and President Xi instead of the proxy government led by Carrie Lam just being the puppet of communist authorities. In Hong Kong, in the past three months, we have free protests, more than 1 million people took to the street. So, before 1st of October, we will continue our protests with our calls on free election. Government of Hong Kong should be elected by Hong Kong people.

À, có liên quan tới nhà hoạt động à, à, Hoàng Chí Phong tức là Josu Yong trong chuyến thăm của à, à, ông của anh đấy tới à, nước Đức. À, có một câu hỏi mà bây giờ các vị khán thính giả gửi cho BC tiếng Việt. À, thế nhưng mà chúng tôi sẽ chia sẻ với ông Đài à, nhưng mà trước hết là chúng tôi sẽ muốn hỏi luật sư là nghĩ sao về cái chuyện nước Đức vừa rồi đấy. À, thì ngay sau khi mà bà thủ tướng Angela Merkel sang thăm Trung Quốc và được ông Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường như lãnh đạo Trung Quốc tiếp thì bây giờ thì là bên Đức lại tiếp cái nhà hoạt động đấu tranh cho dân chủ ở Hồng Kông là ông Joshua như thế. À, vâng thì đầu tiên tôi có thể nói đây là một cái chính sách ngoại giao rất là độc lập của Đức. Họ không có vì cái mối quan hệ của họ với chính quyền Trung ương tại Bắc Kinh mà họ bỏ đi cái những cái quyền con người ở tại Hồng Kông. Thì đây là tôi chỉ cho đây là một chính sách rất là tuyệt vời của của nước Đức. À, họ không bị ảnh hưởng bởi những cái quan hệ kinh tế thương mại mà họ quên đi những cái vấn đề nhân quyền về bản thân tôi cũng vậy thôi. Họ chính phủ Đức thì có rất nhiều những cái quan hệ tốt với Việt Nam về kinh tế trước khi tôi bị bắt nhưng mà khi tôi bị bắt thì họ vẫn quan tâm đến vấn đề vấn đề quyền. Nên mà khi mà chính phủ Đức, uh, tôi biết rằng chắc chắn là đây không phải là chính phủ Đức mời ông Doxoang đến, đến Berlin mà do một hiệp hội các cái tổ chức phi chính phủ của nước Đức họ tổ chức và họ, họ có gắn kết với chính phủ và mời mời các quan chức chính phủ đến để tham dự cái cái sự kiện đó và họ đã thiết kế để cho ông Doxoang gặp ông ngoại trưởng Đức. Đây là một cái sự kiện nó nó mang vừa mang tính chất tình cờ nhưng mà vừa mang tính chất có chủ ý sắp đặt thì tôi thấy đây là một cái chính sách rất tốt của nước Đức. Vâng, luật sư vừa nói là tình cờ, thế nhưng mà tình cờ thế nào mà về phía Trung Quốc họ lại phản đối mạnh như thế? Vâng, không đối với các nhà nước cộng sản thì như vậy, tất cả những sự kiện gì mà ảnh hưởng đến cái bộ mặt ngoại giao của Trung Quốc hay là về mặt chính trị thì bao giờ Trung Quốc cũng phản đối. À, cho dù là cái chuyện nhỏ nhất, ngay như kể cả chuyện Đức Giản Ma trước đây thôi, ông đi thăm các nước khác là quyền công ấy, bởi vì ông đã cư trú ở Ấn Độ đâu, còn phụ thuộc về mặt chính trị và ngoại giao đối với Trung Quốc đâu. Nhưng mà Trung Quốc luôn luôn phản đối. đấy là đấy là đấy là cái 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 bản chất của những cái thể chế chính trị độc tài là như vậy. Những cái gì mà làm cho nó có thể thúc đẩy những người dân Hồng Kông hay là thậm chí là người dân Đại lục mà quan tâm đến cái cái sự kiện bên ngoài như vậy thì đương nhiên là chính phủ Trung Quốc họ sẽ phản đối. Vâng, thế ở đây có một cái câu hỏi cho luật sư uh, Nguyễn Văn Đài ở đây của một uh, quý vị đang theo dõi là anh Thu Nguyễn uh, nói thế này, câu hỏi của tôi là khi ra nước ngoài và lúc anh Đài ở trong nước, vậy môi trường nào thuận lợi khi dẫn thân cho nhân quyền cho giới trẻ Việt Nam hơn? Ờ, khi ở trong nước thì nó có những thuận lợi riêng của nó. Khi và khi ở nước ngoài thì nó có thuận lợi riêng thì tôi sẽ nói hai những cái thuận lợi ở trong nước trước. Tức là khi ở trong nước thì tôi rất có điều kiện để tiếp xúc gặp gỡ trực tiếp với những anh em đấu tranh, những người bạn trẻ mà những người mà tôi muốn tiếp cận để tôi có thể trình bày mặt đối mặt với họ rất là thuận lợi để tôi có thể hiểu được họ ngay họ có những cái điểm gì mà mà mình cần chia sẻ hay là cần chia sẻ với họ những cái kinh nghiệm gì khuyến khích họ một cách trực tiếp ra sao thì đấy là một cái 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 thuận lợi nhất khi mình gặp gỡ trực tiếp với nhà nước nhưng mà nó không ở chỗ là gì à, một tháng thì tôi ít nhất cũng phải bị an ninh canh ở nhà từ 5 đến 10 ngày thì đấy là một cái không thuận lợi và à, tôi có thể bị đánh có thể bị bắt bất cứ lúc nào và uh, mình không thể khi ở trong nước mình không thể nói tất cả những gì mình suy nghĩ hay những gì mình muốn nói với với đồng bào của mình bởi vì tôi mới chỉ làm nói ba phần trăm bốn trăm thôi thì đã bị đánh rất nhiều lần và đã bị bắt hai lần rồi cho nên là mình không thể nói tất cả những gì để, để, gì gì mình muốn nói ở trong nước Đấy là cái một cái thuận lợi cái khó khăn còn khi ở bên ngoài này á thì thì cái thì, thì nó ngược lại tức là mình không thể gặp gỡ trực tiếp anh em nhưng mà bây giờ như tôi vừa chia sẻ ở lúc ban đầu ạ mình có công nghệ thông tin có facebook có youtube có tất cả các thứ đó nó giúp cho mình uh, có thể truyền tải những ý tưởng của mình với những người mình mong muốn ở trong nước và thứ hai là mình có môi trường ở bên ngoài nó an toàn hơn mình có thể tự do nói tự do viết tất cả những gì mình mình mong muốn thì như vậy cái đấy là sức mạnh thì kết hợp với cái sự tự do của mình được bày tỏ à, quan điểm chính kiến cái, kết hợp với công nghệ nữa thì tôi cho rằng khi ở bên ngoài nó sẽ tốt hơn mấy phần thứ hai á khi ở bên ngoài thì cái vấn đề ngoại vận vận động các tổ chức phi chính phủ ở các chính phủ các nước nó sẽ thuận lợi hơn rất nhiều khi tôi ở trong nước khi ở Việt Nam. Vâng, còn câu hỏi nữa đây, có yeah. câu hỏi nữa cho luật sư của quý vị là Thiên An Nguyễn hỏi là bao giờ Việt Nam mới có nhân quyền dân chủ? Ờ, à, đấy là cái niềm khao khát của tôi. Ờ, à, 30 năm nay rồi, à, cũng một cái dịp này vào năm 1989 thì tôi đến nước Đức và tôi lĩnh hội được những cái tư tưởng tự do dân chủ và trong suốt 30 năm qua tôi học tập cũng như tôi cố gắng đấu tranh để cho đất nước Việt Nam sớm được hưởng các quyền tự do dân chủ như tất cả những người dân trên thế giới này. Thế nhưng mà vấn đề ở đây bao giờ thì không phải phụ thuộc vào tôi mà phụ thuộc vào tất cả những người dân Việt Nam trong nước, đặc biệt là tuổi trẻ Việt Nam. Nếu như tất cả các bạn đều thấy rằng là mình cần có một trách nhiệm với đất nước của mình và cần phải làm một cái điều gì đó để thay đổi nước thì tôi tin rằng là nếu như ngày hôm nay chúng ta kết nước với nhau, ngày mai chúng ta cùng nhau hành động thì tôi tin rằng chỉ trong một ngày một tuần chúng ta có thể có được tự do dân chủ và nhân quyền. Còn nếu như các bạn cứ trông chờ vào tôi hay một vài những anh em đấu tranh khác và các bạn thấy rằng bạn không có trách nhiệm với đất nước của mình, không có trách nhiệm với tình trạng dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam thì có thể là 10 năm nữa, 20 năm nữa, thậm chí một vài thế kỷ nữa Việt Nam chúng ta cũng sẽ không bao giờ có được tự do dân chủ và nhân quyền. Cho nên cũng nhân diện câu hỏi của bạn thì tôi cũng muốn gửi thông điệp với các bạn là gì? Nếu các bạn muốn đất nước mình có thể sánh vai với tất cả các nước trên thế giới. Khi mà bạn ra khỏi Việt Nam bạn cầm quyến hộ chiếu trong tay bạn có thể đi đến bất kỳ nước nào bạn muốn mà không cần phải xin visa như là công dân Đức công dân Anh hay công dân nước khác thì chúng ta cần điều đầu tiên chúng ta làm chúng ta cần phải thay đổi đất nước của mình thay đổi chế độ nó đang cai trị chúng ta để có một cái chế độ tốt đẹp hơn thì điều đó thì chúng ta mới có thể có được dân quyền các bạn đừng trông chờ vào một vài người hay đừng trông chờ vào một cá nhân nào đó mà chúng ta thấy trách nhiệm của mình và tất cả chúng ta cùng nhau hành động chúng ta sẽ có được tất cả điều mà chúng ta muốn vâng thưa luật sư nguyễn văn đài à, thế nhưng mà à, cũng có một số những ý kiến yeah. ngay từ cả một số cơ quan ngoại giao ở bên uh, của quốc tế đấy yeah. à, nước ngoài ở việt nam hay là thậm chí là của liên hợp quốc thì họ cũng đã đánh giá là việt nam trong suốt thời gian vừa qua đấy yeah. cũng đã có rất nhiều những cái tiến bộ yeah. việt nam đã ký kết nhiều những công ước uh, và cũng đã thực hiện nhiều cam kết yeah. và cũng đã có những tiến bộ nhất định trong nhiều lĩnh vực trong ừ. đó là họ cho rằng cả về những mặt về dân chủ về nhân quyền về vấn ừ. vân vân đều cũng ừ. có thì, thì thì luật sư bình luận thế nào về cái câu chuyện này ờ, cái đó thì họ chỉ một số lĩnh vực về, về vấn đề quyền con người trong lĩnh vực kinh tế thì có thay đổi ví dụ như là họ giảm bớt được cái số lượng người người, người nghèo ở Việt Nam từ tỷ lệ trước đây là khoảng 35 36 phần trăm vào thời kỳ thập niên 80 xuống còn khoảng 14 15 phần vào trong giai đoạn hiện nay thì đấy là cái thì tôi cũng ghi nhận một cái thành tựu đó nhưng mà đấy không phải là cái nỗ lực của chính phủ mà mà đấy là nỗ lực của chính người dân, họ tự giải thoát họ khỏi cái cảnh đói đó bằng cái sự lao động cực nhọc của họ còn chính phủ chỉ hỗ trợ một phần rất là nhỏ thôi. Đó, à, còn trong cái lĩnh vực về quyền chính trị thì từ năm 1945 đến nay vẫn y xì như vậy. Cái quyền căn bản nhất của con người là được tự do bày tỏ quan điểm chính kiến của mình thì cả hai lần tôi bày tỏ cái quan điểm chính kiến của tôi năm 2007 tôi bị bắt và năm 2015 tôi bị bắt và không phải chỉ mình tôi mà hiện nay có con số những người tù nhân lương tâm hay tù nhân chính trị Việt Nam đã lên khoảng gần 300 người thì theo các tổ chức quốc tế đánh giá là là cái số lượng tù chính trị là lớn nhất ở Đông Á cao hơn cả Myanmar. Myanmar trước đây chưa khi dân chủ là, là số 1 thì Việt Nam Việt Myanmar có dân chủ rồi thì Việt Nam đã đứng lên số 1 ở các nước mà có những người số lượng tù chính trị nhiều nhất. Thì uh, thứ hai á, một trong quyền căn bản nhất của con người á, đó là quyền tự do hoạt động và chính trị. Anh ở tất cả các quốc gia khác thế thôi. Um, tại sao ở Việt Nam có 96 triệu dân thì chỉ có 5 triệu người được quyền tự do hoạt động thành lập đảng. Họ được ca ngợi cái ý tưởng cộng sản của họ. Trong đó 90 triệu người khác lại không được cái quyền đó. Đã, là, đã nói là bình đẳng thì không có sự phân biệt về chính kiến, về quan điểm tôn giáo, quan điểm chính trị hay là dân tộc. Mà anh anh nghĩ sao anh được quyền nói vậy? Anh thích đảng này thì anh theo đảng này anh thích đảng khác anh theo đảng khác nhưng mà những cái quyền đó là những quyền căn bản bởi vì chỉ khi nào người dân Việt Nam có được quyền tự do đó được tự do thì họ có khả năng đóng góp hết cái khả năng trí tuệ của họ để phục vụ sự nước thì uh, nhân tiện đây tôi cũng chỉ chia sẻ rất là nhanh về tại sao nước Việt Nam chúng ta lại nghèo thì uh, thêm cô phương là uh, quý vị khán giả đấy uh, có bốn yếu tố để trở thành một quốc gia từ nghèo đói trở thành quốc gia hùng hùng mạnh gồm có tài nguyên thiên nhiên uh, vị trí địa lý chiến lược con người và À, thể hình trị. thì vì đối, nếu chúng ta so sánh Việt Nam với các nước trong khu vực như là Nhật Bản, Hàn Quốc ấy, thì Việt Nam chúng ta có đầy đủ các nguồn tài nguyên thiên nhiên rất là phong phú. tôi có một cuốn sách về tài nguyên thiên nhiên Việt Nam ấy, thì nó đều là xếp từ thứ nhất đến thứ 10 trên thế giới về tài nguyên thiên nhiên. À, nói chung là Việt Nam có đủ một nguồn tài nguyên để phục vụ để xây dựng một quốc gia hùng mạnh. Vì vị, vị trí địa chiến lược chúng ta có đất nước trải dài từ từ Bắc Việt Nam có rất nhiều các khí hậu miền Bắc khác, miền Nam khác. À, một cái đất đai cũng thổ nghiệm cũng rất là phong phú. trồng nông nghiệp, trồng cái công nghiệp ở vị trí uh, uh, chính trị quân sự thì Việt Nam đứng số một thế giới rồi khỏi phải nói rồi đứng về Trung Quốc thì Mỹ sẽ ao ra khỏi biển Đông mà đứng về phía Mỹ thì Trung Quốc cũng như con hổ nốt trong lồng phải nói là cả thế giới đều quan tâm đến cái vị trí trên đường Việt Nam con người chúng ta cũng vậy thôi người Việt Nam nếu được cùng một nền giáo dục được học hành ở các nước phương Tây thì không thua kém gì các nước phương Tây uh, cái người dân bản xứ thậm chí là có nhiều lĩnh vực người Việt Nam chúng ta nội trội thì cuối cùng ấy, chỉ có một cái thể chế chính trị mà nó làm xóa sạch đi tất cả những yếu tố thuận lợi để xây dựng một quốc gia trở thành hùng mạnh thế bởi vậy theo quan điểm của tôi ấy, cái thể chế chính trị nó đóng vai trò quan trọng nhất như Singapore họ chỉ có tài nguyên chỉ là nước biển và không khí mà họ có một nền chính trị tốt văn minh họ xây dựng đất nước rất là giàu có Hàn Quốc Nhật Bản Đài Loan cũng vậy chỉ có nước ta là như vậy đó. vâng và quý vị đang theo dõi chương trình Facebook Live của BBC News tiếng Việt và chúng tôi đang trao đổi với vị khách mời đến từ Công an Đức, đó là luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài. Vâng, ở đây chúng tôi có một cái bình luận nữa của một quý vị tên là Nhung Hồ nói rằng là đúng rồi, cần mỗi người có ý thức tự do dân chủ nhân quyền đừng trông chờ người khác mang lại những điều này quý nhất nên phải trả giá rất cao ông có cái bình luận gì lại không ờ, vâng nếu bạn đã nhìn thấy điều đó thì tôi, tôi mong rằng là tôi cũng có facebook tôi mong được kết nối với bạn để chúng ta cùng chia sẻ những cái quan điểm của tôi quan điểm của bạn với tất cả những người khác nếu như tất cả mọi người cùng nhìn thấy uh, cái quan điểm đó thì uh, thứ nhất là bây giờ đấu tranh á nó không nhất thiết phải trả giá chúng tôi là những người đi trước đã phải trả giá quá đắt rồi nhưng chúng tôi có đủ kinh nghiệm có đủ kiến thức để chia sẻ với các bạn để chúng ta có một phương pháp một cái giải pháp đấu tranh một cách ôn hòa một cách khoa học nhưng mà chúng ta vẫn đem lại hiệu quả thay đổi nước nếu bạn muốn trong thời gian tới tôi sẽ chia sẻ những cái kiến thức kinh nghiệm của tôi trên Facebook với tất cả mọi người vâng à, bây giờ còn một sự kiện nữa mà ban nãy chúng tôi có nhắc tới à, đó là sự kiện vừa rồi là nhà báo à, tự do và blogger à, tác giả đoan trang thì đã được tổ chức phóng viên không biên giới à, trao cái giải thưởng ở cái hạng mục là cái ảnh hưởng tầm ảnh hưởng ấy. và cái sự kiện này diễn ra ở cộng hòa liên bang đức à, ông có bình luận gì không về cái sự kiện này ờ vâng phải nói rằng đây là một cái phần thưởng rất là xứng đáng cho nhà báo blogger Phạm Hoàng Tra bởi vì những cái nỗ lực của chị đấu tranh trong rất nhiều năm vừa qua bởi vì chị là tác giả của rất nhiều các cuốn sách uh, rất là nổi tiếng ở trong nước và được rất nhiều người đọc không chỉ là người Việt ở trong nước và cả người Việt ở ngoài rất là quan tâm uh, đó là Chính trị bình dân rồi là những cái một cuốn sách tôi vừa viết xong tôi không có nhớ tên nhưng mà đã khái là hai cuốn sách đó đã được rất nhiều người uh, ngưỡng mộ và tìm đến đọc và nó cung cấp cho À, những người đọc đó những cái kiến thức cơ bản nhất về chính trị vâng thì tôi rằng một cái sự kiện này nó sẽ cổ vũ không chỉ riêng cho khuyến khích chị đoan trang nhưng mà sẽ cổ vũ rất nhiều các bạn trẻ những broker, những nhà báo tự do trong nước để có thể dẫn thân nhiều hơn nữa công hiến nhiều hơn nữa cho cái quyền tự do báo chí ở tại việt nam vâng chắc là muốn nhắc tới một cái cuốn đó là cuốn cẩm năng nuôi tù đúng không ạ à. À, hay là cuốn nào khác nữa phòng Phải... sau sau cuốn đó anh vâng nhận. sau cuốn đó vâng à, bây giờ thì à, à... Chúng tôi lại xin hỏi ông Tiếp, tức dạ. là bản thân uh, luật sư Nguyễn Đài trước đây cũng đã được công an Liên bang Đức, nếu chúng tôi nhớ nhầm là 2017, cũng đã trao dạ. một cái giải thưởng đúng không ạ? Dạ, đúng rồi. Vâng, thế thì uh, khi, khi nào thì ông biết về cái giải thưởng đó và khi ông biết là mình được trao giải thưởng thì ông uh, uh, có cái cảm nghĩ thế nào? Uh, vâng, uh, tôi được trao giải thưởng thì vào khoảng tháng 5 gì đó, năm 2017. Nhưng mà uh, trong những lần mà vợ tôi vào thăm gặp thì uh, uh, an ninh họ luôn luôn bắt chúng tôi phải viết và cam kết là chỉ được hỏi thăm sức khỏe, hỏi thăm chuyện gia đình, không được trao đổi tất cả những vấn đề gì bên ngoài. Cho nên là cái thông tin đó tôi không được biết trong suốt cái thời gian tôi ở tù cho đến khi tôi đặt chân đến nước Đức thì tôi mới được cái tổ chức veto thông báo rằng là đã được trao cái giải thưởng đó và họ đang sắp xếp với lại bên hội đồng thẩm phán của Cộng hòa Đức để tổ chức lại cái lễ trao giải thưởng của tôi. Cho nên là khi đến Đức tôi mới biết chính thức cái cái thông tin đấy ạ. Vâng. À, trở lại với uh, cái tin uh, là nhà báo Đoan Trang đấy được uh, tổ chức phóng viên không biên giới trao cái giải thưởng uh, đó đấy thì uh, ông đã đọc những cái gì mà uh, nhà báo Đoan Trang viết cũng như là có thể là ông đã theo dõi những cái hoạt động mà yeah. nhà báo blogger Đoan Trang đã làm đấy thì wow. uh, ông có cái uh, bình luận gì không về uh, cái con đường cái cách đi của nhà hoạt động này vâng vì nhà báo phạm văn trang ấy là trước đây cô hoạt động dưới nghĩa nhà báo cho viết cho việt nam Net rất là nhiều năm cô sống rất là gần gũi với những cái giới đấu tranh bình dân ở trong nước cho nên cô hiểu được cái tâm tư những cái suy nghĩ của người dân và cái cách viết của cô thì rất là phù hợp với cái những cái người bình thường nhất đều có thể đọc và hiểu được cho nên tôi đánh giá rất là cao những cái cuốn sách hay những bài viết của cô trên facebook hay là viết trên các cái tạp chí như là luật khoa thì phải nói rằng là những bài viết đó nó giúp cho những người bình thường nhất thì cũng có thể hiểu được như thế nào là dân chủ như thế nào là tự do hay là những cái khái niệm khác của chính trị và có những cuốn sách hướng dẫn cho những người thân nhân của những người tù làm sao để có thể thăm nuôi hay chăm sóc những người người thân nhân của mình ở trong tù một cách tốt nhất thì tôi nghĩ rằng là đây là một cái một cái bước tiến rất là tốt và tôi nghĩ rằng nó sẽ có cái sự ảnh hưởng rất là lớn đến 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 giới trẻ trong nước trong thời điểm hiện tại cũng như trong tương lai vâng à, thì cũng có một số những ý kiến về trường hợp của luật sư nguyễn văn đài cũng yeah. như là về nhà báo đoan trang cũng yeah. như là một số những cái nhà hoạt động khác nữa thì người ta nói rằng là các vị đều có ăn có học người thì làm nhà báo được làm những nhà báo trong nước rất là lừng lẫy yeah. như là luật sư nói là báo việt nam net chẳng hạn yeah. rồi thì bản thân luật sư đài cũng đã từng được làm việc được học tập được tốt nghiệp yeah. được ra nước ngoài làm việc rồi về việt nam rồi những người khác nữa thì tại sao mọi người không lo làm ăn bình thường ở trong nước đi mà lại còn có cái động tác vào đây gọi là chống phá chính phủ. Ờ, có thể đây là do cái nhận thức của họ không có, chưa có đúng đắn. Bởi vì chúng ta biết rằng là gì, như tôi vừa chia sẻ đó, cái thể chế chính trị nó quyết định đến tương lai của cả một đất nước, cả một dân tộc. Nếu một thể chế chính trị tốt, tôn trọng của quyền tự do dân chủ người dân, thì nó làm cái bệ phóng để cho cái quốc gia phát triển một cách nhanh chóng và sớm đạt được những cái thành tiệu mà người dân người, mong muốn. Thế nhưng mà, bởi vì cái thể chính trị nó luôn luôn tước đạt cái quyền con người. Cho nên là chúng tôi mặc dù chúng tôi có công việc trước khi mà tôi bị bắt thì tôi là một luật sư đã hành nghề 10 năm, tôi có đầy đủ tất cả các thứ, tôi có văn phòng riêng, tôi có ô tô, tôi có tất cả mọi thứ. Nhưng mà cái điều đó không phải là cái ý tưởng của tôi. Mà ý tưởng của tôi là tôi muốn mọi người dân Việt Nam đều được hưởng những cái quyền tự do như là các cái quốc gia khác trên thế giới người ta vốn được được hưởng. Anh muốn nói gì? Tức là khi mà chính người dân đã bỏ tiền đóng thuế để nuôi chính phủ người ta có vấn đề thì không hài lòng với chính phủ, người ta phải được quyền tự do chỉ trích cái chính phủ đó mà người ta không sợ sợ bị trừng phạt, hoặc là người dân người ta muốn uh, theo đuổi một cái ý tưởng chính trị ở đó thì họ phải được quyền theo đuổi một cái đảng khác hoặc là họ tự họ thành lập một cái đảng mà họ mong muốn, hoặc người dân muốn làm một tờ báo thì họ phải có quyền để họ thành lập một tờ báo nhưng mà tất cả những cái quyền đó của người dân Việt Nam đều bị đều bị nhà nước cấm bằng luật pháp hoặc là và phi luật pháp. Thế cho nên là chúng tôi phải đấu tranh để làm sao tạo ra một cái sự bình đẳng trong con người. Bởi vì ngay chính cái điều 16 của hiến pháp Việt Nam 2003 đã nói gì? Mọi công dân Việt Nam đều bình đẳng mà. Đã là bình đẳng với nhau thì phải bình đẳng với nhau về quyền lợi và bình đẳng với nhau về nghĩa vụ. Thế thì tại sao người dân Việt Nam chỉ có nghĩa vụ mà họ không được hưởng những quyền lợi? Tại sao chỉ có 5 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam mới có quyền và cơ hội được lãnh đạo nhà nước và xã hội? Thì còn 90 triệu người dân còn lại bị tước đi cái quyền đó thì chúng tôi phải đấu tranh để tạo, để đòi cái sự bình đẳng thôi khi có bình đẳng thì mới có tất cả còn nếu mà đã không có bình đẳng thì không không có cái gì cả hàng triệu người Việt Nam đã phải đổ máu đã phải hy sinh để 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 có một giấc mơ đất nước có dân tộc có tự do để có bình đẳng nhưng mà độc lập thì đã có nhưng mà tự do bình đẳng đã chưa có đâu ngay bản thân ông Hồ Chí Minh là người 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 gọi là sáng lập và đảng cộng sản có thể nói là người chủ tịch nước đầu tiên của nước Việt Nam ông từng nói gì một đất nước quốc gia mà có có độc lập nhưng mà không có tự do thì nên độc lập đấy cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. đấy bởi vì những cái ý tưởng đó mà chúng tôi đã phải đấu tranh trong rất nhiều năm và phải chịu những cái cảnh lao tù và chúng tôi cũng vẫn bây giờ uh, ra khỏi Việt Nam rồi chúng tôi vẫn tiếp tục đấu tranh và tôi khuyến khích rằng là gì các bạn muốn đất nước mình tự do muốn đất nước mình như tôi phải nói đấy, muốn sánh vai với các nước trong khu vực thì chúng ta phải giải quyết vấn đề đất nước của chúng ta mình trước chứ còn nếu không có tự do chủ sẽ không bao giờ có một cái tương lai tốt đẹp nào cho đất nước của chúng ta. vâng à, đây có một câu hỏi của quý vị à, là à, Lê Văn Dũng nói rằng là được biết là luật sư cũng là một giáo dân đấy thì xin hỏi luật sư luật tôn giáo nói chung ở Việt Nam hiện tại có được tự do đúng nghĩa hay là không? À, nếu nói về tự do thì có, có có nhiều người nói là tự do chỉ cần đến nhà thờ buổi sáng nhiệt anh đến trước cửa nhà thờ anh thấy người dân ra vào tự do nhà thờ như thế là tự do hoặc có người nói là ngày rằm mùng 1 anh đến trước cửa chùa anh thấy người dân tự do vào lễ đấy là tự do nhưng mà đấy không phải là tự do đúng nghĩa của nó tự do khi anh có niềm tin anh phải được tự do bày tỏ cái niềm tin của anh với người khác có thể trong nhà thờ có thể bên ngoài xã hội có thể ở bệnh viện có thể ở nơi công cộng thì đấy mới tự do nhưng mà cái quyền tự do đấy của người về của người theo tôn giáo việt nam là cấm tức là người 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 theo tin lành hay người theo tôn giáo việt nam chỉ được phép bày tỏ cái niềm tin của mình ở trong cái khuôn viên của cơ sở tôn giáo của anh thôi còn khi anh ra ngoài bên cơ sở tôn giáo của anh thì anh phải xin phép mà nếu không cho phép thì anh bị cấm ví dụ bây giờ tôi đến một bệnh viện tôi muốn làm một công việc từ thiện cho những người nghèo ở đó tôi tặng quà cho họ tôi cần cầu nguyện cho họ thì hành vi đấy là bị cấm đối theo luật Việt Nam là bị cấm thế như vậy làm sao có tự do đấy à, ví dụ tôi đi trên phương tiện giao thông công cộng mà tôi là người có đức tin trước khi ăn tôi phải cầu nguyện hành vi cầu nguyện ở bên ngoài công cộng theo luật là bị cấm chẳng qua là họ không có can thiệp tôi nhưng mà theo luật pháp hiện nay là bị cấm tất cả những cái hành vi hoạt động tôn giáo bên ngoài khuôn khổ nhà thờ bên ngoài tư gia của anh là bị cấm thế đấy không phải tự do tôn giáo tự do tôn giáo là anh có quyền bày tỏ ở bất kỳ nơi nào anh muốn và uh, đấy 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 mới là tự do tôn giáo thực sự ngoài ra theo luật đấy thì uh, việc ví dụ một cái nhà thờ hay một cái giáo hội muốn thuyên truyền uh, các chức sắc tôn giáo từ nơi này đến nơi khác hoặc là anh muốn có những cái buổi lễ hàng năm như là Giáng sinh, phục sinh đấy là những cái những cái chuyện nó có hàng 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 chục thế kỷ trước đây rồi nhưng mà vẫn phải xin phép cái đấy không phải tự do tự do thì không phải xin phép đấy là những cái nằm trong cái quyền tự do của họ đã có từ trước khi có chế độ cộng sản thì anh không bao giờ phải xin phép cả nhưng mà uh, vẫn phải xin phép tức là không có tự do đấy theo quan điểm của tôi như vậy. Vâng uh, tới đây thì chương trình cũng sắp uh, uh, mãn vì yeah. cái cái thời lượng của chương trình thì chúng tôi xin có một cái câu hỏi ngắn với luật sư là có nó người nói rằng là ở trong một cái sự nghiệp của một người trong gia đình, có thể là người chồng, người vợ Thì luôn Được. luôn là có cái vị phối ngẫu của mình, cái vai trò Được. của mình Được. Thì nếu bây giờ chẳng hạn như là có uh, phu nhân của luật sư đang theo dõi chương trình này Thì ông Được. có thể nói gì về cái vai trò của người vợ của mình Vâng, phải nói rằng trong cái, cái sự nghiệp của tôi ấy, Thì người vợ đóng vai trò rất là quan trọng Bởi vì nếu như không có sự ủng hộ của người vợ của mình ấy, thì tôi không thể thực hiện được cái công việc trong suốt gần 20 năm vừa qua. Thì tôi chỉ nói một cái chia sẻ một cái ngắn khi mà tôi bắt được đầu tiên ấy, thì lúc đó vợ tôi còn rất là trẻ. À, à, vợ tôi hoàn toàn không có kinh nghiệm gì về trong cái công việc của mình tôi không bao giờ chia sẻ à, với vợ tôi là tôi làm cái gì. À, vợ tôi hoàn toàn làm công việc ở nhà thờ còn tôi làm công việc đấu tranh với xã hội. Thì trong suốt hai tháng hai tháng 20 ngày không được gặp vợ tôi trong cái bắt đầu tiên năm 2007 đó thì tôi rất lo lắng bởi vì tôi biết thừa là an ninh cộng sản họ sẽ tìm mọi cách để họ họ gây khó khăn cho vợ tôi gây áp lực cho vợ tôi để vợ tôi có thể bỏ tôi hoặc là cái gì đó à, thì lần đầu tiên tôi gặp vợ thì câu nói đầu tiên vợ tôi nói với tôi là gì em hiểu bây giờ em hiểu biết là tất cả những gì anh làm và em rất là ủng hộ anh ngưỡng mộ anh về những công việc đó lúc ấy tôi không kìm được nước mắt tôi đã khóc vợ tôi bảo tại sao anh khóc anh không được khóc nữa ở chỗ này anh không được khóc anh hãy can đảm lên thì tôi không thể tưởng tượng được chỉ có trước đây thì vợ tôi không có quan tâm gì cả nhưng mà với hai tháng đó vợ tôi đã trưởng thành rất là nhiều ngoài cái sự mong đợi của mình và từ đó tôi hoàn toàn yên tâm vào về người vợ của mình và trong suốt những năm tháng 4 năm tù đầu tiên trong 4 năm quản chế tiếp theo vợ tôi luôn luôn đồng hành cùng với tôi anh có thể tưởng tượng là có những lúc uh, ngày chủ nhật tôi chở vợ tôi đi nhà thờ ra đến ngoài cổng hàng chục an ninh họ đứng ở chặn xe trước cửa họ rất khoát không cho tôi đi uh, Uh, vợ tôi đấu tranh với họ tôi đấu tranh với họ cũng không được họ bảo là chỉ có chị đi nhà thờ anh phải quay trở lại nhà thờ, ở nhà uh, thì tôi, tôi phải đánh với động viên vợ tôi rồi thôi em chịu khó quay trở lại em lấy xe máy của em em tự đi vợ tôi rất là vui vẻ và ủng hộ tôi thì đấy là gì trong tất cả công việc nào nếu như không có những người phối ngẫu hay người vợ đứng bên cạnh mình thông cảm chia sẻ với mình thì mình không bao giờ có thể vượt qua được những cái thời khắc khó khăn đấy uh, trong cuộc sống cũng như trong lao tù bởi vì bản thân những người đấu tranh với tôi thì chúng tôi đã xác định rồi cho dù bất kỳ hoàn cảnh nào mình có thể khó khăn đến đâu mình có thể vượt được qua áp lực như thế nào mình cũng có thể chịu được được nhưng mà, mà trong tù mình không lo cho mình nhưng mình chỉ lo cho người thân của mình bên ngoài chịu nhiều áp lực liệu có vượt được qua hay không nhưng mà rất là may mắn, vợ tôi đã vượt được quả tất cả trong suốt gần 20 năm qua. Vâng, và, và câu hỏi cuối cùng à, là bây giờ nếu như mà có một cái chia sẻ, một chất thông điệp nào đó đấy dạ. đối với tất cả những người những giới mà quan kho tâm đến cái quá trình mà, mà tích cực thôi xây dựng thôi để dạ. mà làm tốt lên cho Việt Nam được dạ. dân chủ tốt hơn, nhân dạ. quyền tốt hơn, vân vân, đấy dạ. thì ông có cái cái thông điệp gì cần muốn chia sẻ? À, vâng, thì tôi cũng một lần nữa tôi muốn chia sẻ rằng gì uh, tự do dân chủ nó không phải là khát vọng của một mình tôi không phải là khát vọng của gần 300 tù nhân lương tâm đang bị giam giữ tại Việt Nam cũng như không phải là khát vọng riêng của những người như chị Đoan Trang mặc dù chị chưa bị bắt chưa bị ngồi tù nhưng mà còn rất nhiều hàng trăm hàng ngàn người khác đang bị sách nhiễu trong nước không phải là của riêng tôi tôi tin rằng là cái vấn đề tự do chủ là khát vọng chung của tất cả mọi người nhưng mà để có được cái khát vọng của chúng tôi và của các bạn được trở thành hiện thực thì một lần nữa tôi cũng mong muốn rằng là chúng ta cùng chia sẻ trách nhiệm với nhau À, với đất nước để chúng ta cùng nhau làm chung với nhau một cái gì đó để thay đổi đất nước của mình chỉ khi nào tôi khẳng định một nữa gì chỉ khi nào Việt Nam có được tự do dân chủ thì lúc đó chúng ta mới có cơ hội được đóng góp tất cả tài năng sức lực của mình cho tổ quốc của mình để xây dựng một nước Việt Nam hùng cường như mơ ước của biết bao nhiêu thế hệ người Việt Nam. Vâng, thì chúng tôi xin được cảm ơn uh, luật sư Nguyễn Văn Đài uh, đã tham gia chương trình của chúng tôi. À, xin cảm ơn các quý vị khán giả của BBC Việt ngữ đã theo dõi chương trình quý vị đừng quên vào trang nhà của chúng tôi tại địa chỉ là bvcvietnam.com cũng như là kênh YouTube để theo dõi các cái tin tức kinh tế chính trị xã hội văn hóa đấy được cập nhật liên tục à, một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn uh, luật sư Nguyễn Văn Đài và xin cảm ơn các quý vị uh, và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị trong các chương trình sau vâng uh, xin cảm ơn cô Phương xin cảm ơn quý vị đã nghe câu chuyện của chúng tôi trong thời gian vừa qua.